Sau 10 ngày xảy ra vụ cháy chung cư mini, theo thông tin từ bệnh viện Bạch Mai, chiều ngày 22 tháng 9, 10 bệnh nhân điều trị ổn định được ra viện. Trước đó, bệnh viện Bạch Mai hiện tiếp nhận điều trị 31 bệnh nhân, trong đó còn một bệnh nhân nặng, 3 bệnh nhân nguy kịch đang hồi phục tốt. 10 bệnh nhân sức khỏe ổn định được xuất viện, còn lại cần theo dõi thêm. Các bệnh nhân ra viện đều chia sẻ lời cảm ơn đến lực lượng cứu hộ, các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa. Gia đình anh Nguyễn Việt Hùng nắm chặt tay nhau cùng nhận giấy ra viện. Trước đó, câu chuyện về kỹ năng sinh tồn giúp cả gia đình 5 người bình an vượt qua hỏa hoạn đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng. Anh Hùng chia sẻ, may mắn nhất là gia đình đã được đoàn tụ. Do nhà đã bị cháy nên chiều nay khi ra viện, cả nhà sẽ về nhà người thân. Các con tâm lý cũng đã ổn định, gia đình tôi sẽ sớm quay lại cuộc sống hàng ngày. Trước đó, ông Đào Xuân Cơ Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho các phòng ban trước mắt không thu bất kỳ chi phí nào của nạn nhân, tập trung cứu chữa người bệnh là trên hết. Sau 10 ngày điều trị và theo dõi tích cực, đến nay các bệnh nhân đã hồi phục tốt. Các bác sĩ cũng đánh giá tâm lý của bệnh nhân để có hỗ trợ kịp thời. Ngày 20 tháng 9, theo kết luận ban đầu, nguyên nhân gây cháy là do chập mạch đường dây dẫn điện của bệnh ác quy thuộc phần đầu xe máy tay ga, chạy xăng, đặt giáp tường tầng 1 chung cư mini và gây cháy.